Hello, xin chào các bạn. Hiện tại là mình đang ở nhà mồ là kép. Giờ mình sẽ đi chỗ mà người ta làm nhà mồ, người ta làm bỏ mã. Đây là những tượng cổ người ta khắc. Một cái tượng cổ ở đây là có ý nghĩa khác nhau. Các bạn muốn biết thêm chi tiết về tượng thì xuống xã Yamanong thì hỏi cặp mới rồi già làng. Đây là những con bò mà người ta đập trong ngày bỏ mã. Và mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con. Đây là cả bò với trâu nha. Thank you.